ngày 3 tháng 12, 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam các đối tượng Lê Thái Thiện, 55 tuổi và Lê Thái Phong, con trai ông Thiện, cùng trú tại xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền. Lê Thái Thiện nổi tiếng với chủ biệt thự Thiện Soi, Giác Vàng nằm sát quốc lộ 51. Trước đó, cơ quan điều tra nhận được tin báo của nhiều người dân về việc bị ông Thiện đe dọa hành hung, bôi nhọ danh dự khi họ không có khả năng trả nợ. Do quá hoang mang lo sợ nên con nợ đã đến cơ quan công an trình báo. Quá trình xác minh điều tra, cơ quan công an xác định từ năm 2017 đến nay, Thiện đã cho các nạn nhân vay nhiều tỷ đồng với lãi suất lên tới 0,35% một ngày, tương đương 10,5% một tháng. Do mức lãi suất khá cao nên người vay tiền không còn khả năng trả nợ và bị Thiện ép buộc gán nợ bằng giấy tờ đất và buộc bị hại ủy quyền các tài sản này cho Lê Thái Phong. Sau khi nhận được tài sản trên thì Phong liền chuyển nhượng lại cho chị gái của y hoặc bán lại cho người khác lấy tiền. Cơ quan công an xác định hành vi của các đối tượng đã cấu thành tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền. Từ những chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Thiện và Phong. Khám xét căn biệt thự Thiện Soi, cơ quan công an thu giữ nhiều hợp đồng vay tiền, các giấy viết tay thể hiện việc trả tiền vay giữa Thiện và những người bị hại đến vay tiền, hợp đồng mua bán, chuyển nhượng đất đai và các tài sản khác, cùng súng bắn đạn bi, bình xịt hơi cay cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay tiền có liên quan đến hai bị can.